Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thể thao của chúng tôi. Trong vòng 24 giờ qua có rất nhiều những thông tin thú vị xung quanh những thông tin về thể thao. Vậy thì chúng ta hãy cùng theo dõi ngày hôm nay sẽ có những thông tin gì trong bản tin chính. Nhớ nhấn like và subscribe để theo dõi thông tin của chúng tôi nhé. Bị đẩy khỏi Arsenal và phản ứng của Kieran Tierney. Kieran Tierney khẳng định anh không có vấn đề gì với Arsenal sau khi câu lạc bộ thành London quyết định gửi anh tới Real Sociedad theo dạng cho mượn. Kieran Tierney là một trong những cầu thủ mà Arsenal muốn bán ở hè 2023, qua đó thu về một khoản tiền. Newcastle ban đầu quan tâm tới cựu sao của Celtic, nhưng sau đó họ chuyển hướng sang Lewis Hall của Chelsea. Kieran Tierney được cho là sẽ trở lại câu lạc bộ cũ Celtic, nhưng cuối cùng anh đã gia nhập Real Sociedad theo dạng cho mượn. Hợp đồng không kèm theo điều khoản mua đất. Kieran Tierney khẳng định anh không có vấn đề gì với Arsenal sau khi tới Tây Ban Nha. Anh nói: "Tôi rời đi vì mùa giải trước tôi không được ra sân thường xuyên. Mục tiêu của tôi là ra sân nhiều nhất có thể và tôi muốn làm điều đó ở Real Sociedad. Tôi không có vấn đề gì với Arsenal. Tôi biết Real Sociedad muốn có mình, họ rất nhiệt tình, họ đã thuyết phục được tôi. Tôi tự hào khi được chơi bóng tại La Liga cho Real Sociedad. Tôi hy vọng mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp với tôi ở đây." Trong khi đó, huấn luyện viên của đội tuyển Scotland, Steve Clark, đã ca ngợi việc Kieran Tierney tới Real Sociedad là một bước đi tuyệt vời. Ông nói: "Tôi đã nói chuyện với Kieran Tierney tuần trước. Cậu ấy đang mong chờ thử thách mới. Đó là trải nghiệm tuyệt vời. Tôi nghĩ điều đó sẽ có lợi cho cậu ấy với tư cách là một tuyển thủ." Gabriel hé lộ tương lai tại Arsenal. Trung vệ Gabriel đang được một vài đội bóng ở Ả Rập Xê Út quan tâm. Anh cũng đã được Real Madrid liên hệ. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil sẽ không rời Emirates. Trung vệ người Brazil đã kết hợp ăn ý với William Saliba một giải trước, giúp Arsenal cạnh tranh chức vô địch Premier League. Nhưng huấn luyện viên Mikel Arteta đã quyết định loại Gabriel ra khỏi đội xuất phát mùa này. Anh chỉ vào sân từ băng ghế dự bị trong các trận thắng Nottingham Forest và Crystal Palace. Gabriel ngồi dự bị trong trận hòa 2-2 trước Fulham trên sân nhà, nhưng anh không được sử dụng một phút nào. Huyền thoại Arsenal Ian Wright và chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đều cảm thấy khó hiểu trước quyết định của huấn luyện viên người Tây Ban Nha. Theo một vài nguồn tin, các đội bóng ở Ả Rập Xê Út quan tâm tới Gabriel. Real Madrid cũng liên hệ với trung vệ này khi Militao nghỉ thi đấu giải hạn. Các tin đồn chuyển nhượng có thể khiến Gabriel bị phân tâm và đó là lý do anh bị Arteta đẩy lên băng ghế dự bị. Mới nhất, bất chấp những tin đồn, cầu thủ 25 tuổi này đã ám chỉ rằng anh sẽ không rời London vào mùa hè này. Theo đó, Gabriel đăng một bức ảnh chụp mình trong trang phục Arsenal lên Instagram vào thứ năm và chú thích: "Sẵn sàng viết một câu chuyện mới. Arsenal sẽ tiếp MU trong trận cầu tâm điểm vòng 4 ngoài hạng Anh 2023-2024. Chưa biết là Arteta có sử dụng Gabriel ngay từ đầu hay không. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã điều chỉnh đội hình của mình trong mùa hè này với Ben White được ưu tiên ở vị trí trung vệ, trong khi tiền vệ Thomas Partey được sử dụng ở vị trí hậu vệ phải. Gary Neville đã dự đoán rằng Arteta sẽ kết thúc thử nghiệm của mình khi pháo thủ tiếp đoàn quân của huấn luyện viên Ten Hag tại Emirates." Arsenal thanh lý thành công Nuno Tavares. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, pháo thủ đã đạt được thỏa thuận với Nottingham Forest về thương vụ Nuno Tavares. Nuno Tavares được đánh giá có tiềm năng lớn, nhưng anh không cho thấy khả năng ở Arsenal. Ở thời điểm hiện tại, hậu vệ này là một trong những ngôi sao không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Mikel Arteta. Chính vì lẽ đó, Arsenal muốn thanh lý anh càng sớm càng tốt. Nhiều tin đồn cho rằng Nottingham Forest quan tâm tới cầu thủ người bổ, nhưng họ chỉ muốn mượn cầu thủ này thay vì mua đứt. Mới nhất, theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, pháo thủ đã đạt được thỏa thuận với Nottingham Forest về thương vụ Nuno Tavares. Cụ thể, chia sẻ trên Twitter cá nhân, ông này cho biết: "Hợp đồng cho mượn Nuno Tavares hiện đã được ký kết giữa Nottingham Forest và Arsenal. Phí mượn ở mùa giải 2023-2024 là 1 triệu bảng, tùy chọn mua đứt trị giá 12 triệu bảng. Điều khoản tùy chọn mua đứt có thể trở thành bắt buộc nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định." Trước đó, Arsenal từng bỏ ra 8 triệu euro để có sự phục vụ của Tavares từ câu lạc bộ Benfica. Sau khi thanh lý thành công cầu thủ người bổ, pháo thủ sẽ cố gắng đẩy đi thêm bộ đôi Rob Holding và Nicolas Pepe. Hiện Rob Holding đang được nhiều đội bóng quan tâm, nhưng Arsenal muốn 10 triệu bảng cho ngôi sao của mình. Còn với trường hợp của Nicolas Pepe, không nhiều đội bóng chấp nhận đáp ứng mức lương mà anh đòi hỏi. Pháo thủ đang rất muốn đẩy Pepe tới Ả Rập Xê Út. Họ thậm chí sẵn sàng chấm dứt hợp đồng trước thời hạn để anh được rời đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng quý vị và các bạn đã nắm bắt được những thông tin mới nhất rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ nhấn like và subscribe để liên tục cập nhật những thông tin mới nhất.